cái cây kia. Rồi mỗi đấy, mỗi mỗi bình thường đấy. Cái bệnh này nó tiếng hô khó đặc trị, mình mà tiếng mình chết. Tôi tính đi mua chai ăn dinh đồ, mấy cái tứ tứ sận á, mấy cái chai mà mấy cái dây nào nó bị gì là nó héo lá gì đổ thử rồi. Không mong sẽ lên chứ không đổ, không hết, không hết hả? Ừ. Gì ca ca sumin chơi ca sumin gì đó. Ừ. Qua 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 ly á, qua ly tứ nó cũng hết này vậy, không hết. Nó bị bứt ngang cái gì vậy? Ừ. Đâu nó không có bứt, nó bị núm gì đó, còn nó cũng cột kia đó. À rồi, cái gì tiếng trùng rễ? Ừ, tiếng trùng rễ đúng rồi. Ừ. Thì chú mua tiếng trùng rễ chai gì ta chú? Cái thằng măng cô xanh này nó cũng chỉ tiếng trùng rễ nữa đó. Mình chị không, măng cô nó chị na 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 thắng thư à, thắng thư mà tiếng trùng rễ luôn, nó đổ gốc cũng hay nữa. Tiếng trùng rễ nó có nhiều rễ đó, nhiều nhiều gói lắm đó đâu chú. Không quên thuốc với ba cái tiếng trùng rễ ta. Có đại lý trong ba thời cũ á, nhỏ đó có bán chai tiếng trùng rễ, chị cũng hay lắm á. Thì chú ra đại lý hỏi nó đi, hỏi ba cái tiếng trùng rễ đi. Chứ này nó bị bú cổ rồi nè đúng không? Ừ. Bú cổ rễ rồi đúng không? Ừ. Rồi nó bị tiếng trùng rễ đó, qua ông giờ ông đi mua mấy cái về ông xài ông tưới đi. Cái thằng bên đây người ta không có nè. Còn mấy thằng héo kêu có bị không? Ừ. Mấy thằng héo là nó bị gì không? Vậy là tiếng trùng rễ rồi đó, chú đúng bệnh luôn rồi đó. Xa xa nó có con dây hả? Thì mấy dây đó là tiếng trùng rễ hết. Mấy cái dây này nó sâu dữ lắm sâu. Bởi gì? Nó bú cổ rễ hết rồi. Vậy chú mua đó về chú bơm gốc đi. Nó bị gì đó xa xa đi. Là chú coi mấy đó hết là nó bị luôn đó hả? Ừ, nó bị gì. Chú có coi gãy hết luôn hả? Ừ. Nó đều bị gì hết luôn ha. Ừ. Nó nụ lên cục gì đó, nó làm như nó bị núm vậy. Thì nó bị tiếng trùng gãy đó, bú cổ á. Ta gọi bú cổ á, bú cổ gãy á. Cái thằng măng câu xanh nhiều quá, nó hạn chế cái vụ đó, nó hạn chế mấy tiếng trùng hả? Ừ, cái đợt rồi mình xài măng câu đó. Dạ. Nó đâu có bị gì nào đâu. Biết sao đợt này vui nó sung quá, nó mới ảnh hưởng này. Cái này chú về chú chọt gốc nó đi, cho nó diệt mấy tiếng trùng gãy đi. Nó lỡ gãy nguy hiểm lắm à, ảnh hưởng nhà vui lắm á.